Chào các bác. Em Thanh này, em lại trở lại, em là Thanh. Em trở lại, em quay giới thiệu các bác cái cây cáo trắng. Cáo, đuôi cáo. Hoa màu trắng, đột biến, trắng tinh luôn. Đấy. Bên này là cái cần đã nở vài ngày, còn bên này là cái bên kia là cần đã nở vài ngày, còn bên này là chuẩn bị nở hết rồi. Cây này là hôm nay là em mang đi triển lãm ở hội Hoa Lan Yên Bái. Vừa mang về và nó nở nhiều quá. Và đôi khi là một số bông của nó cũng không còn được đẹp nữa. Bởi vì nó đi nó nóng, mang đi dự hội cây nó yếu mà nó nóng hơn. Nhưng mà thôi, bây giờ em phải tranh thủ quay luôn cái lúc này để cho nó còn đẹp, chứ nếu không mai thì nó hỏng mất. Bây giờ là buổi chiều rồi, gần 6 giờ rồi. Nhưng với cái điều kiện này thì em thấy nó cũng khá là ổn và có thể dùng được, có thể quay được. Thì giới thiệu các bác, đây là cây đuôi cáo trắng, hoa là trắng tinh luôn, đột biến sơ mi đột biến van 3. Cây này thì có nguồn gốc đuôi cáo ấy, thường xuất xứ thì ai nghe đến đuôi cáo thì người ta cũng biết là ở Cao Bằng. Nhưng cây này thì em không biết là Cao Bằng, Bắc Cạn hay là gì len ven ở vùng đấy, nhưng đại loại thì nó đuôi cáo, thân lá và hoa nó chuẩn đuôi cáo luôn, nó chẳng thể là cái cây gì khác được cả. Đấy, và nó là cây rừng Việt Nam đột biến. Để có một cây to này thì rất là ít, không phải là ai cũng nuôi được cái cây đột biến to như này. Cái này nó nuôi rất lâu năm rồi, nuôi lâu năm và khoảng mỗi năm thì nó ra khoảng 3 đến 4 lá, nhưng mà tùy phụ thuộc 3-4 lá, tùy phụ thuộc người nuôi. Có người nuôi chỉ 1-2 lá thôi, có người việc tầm 5 lá chẳng hạn đấy. Thì nó phụ thuộc vào cái cách mình chăm sóc ấy, cái cách mình chăm sóc mà nó mình chăm tốt ấy, thì tự nhiên là cái cây nó phát triển tốt và nó sẽ lớn nhanh. Và những cái cây mà nó khỏe, nó to như này ấy, thì nó lớn nhanh lắm. Còn những cây nào mà nó bé thì là nó sẽ lớn chậm hơn. Cái dòng này là dòng đơn thân và nó là chủ yếu là ăn qua rễ là nhiều, nên là chủ yếu sử dụng phân bón lá. Nhưng thực ra cây này thì em cứ để bừa phân tan chậm mà, nhưng mà để mấy năm phân Nhật, để lúc nó bé không. Bây giờ lớn rồi thì cũng kệ nó, bởi phân này, phân Nhật ấy của nó là nó không tan, mà nó là nhiều đạm và nó kích thích phát triển tốt. Cái phát triển lá dài để phát triển cây ấy, nhiều đạm mà. Đấy, thì em giới thiệu với cây cáo của em một chút để các bác nếu như có sưu tầm cái loại cáo trắng ấy, thì có một số cái đặc trưng gì đấy ở đây ấy, thì em sẽ nói để các bác biết, để các bác sưu tầm những cái cây cáo trắng và không bị nhầm lẫn sang cây Thái là một. Bởi cái Thái có, cái Thái thì nó thân lá nhỏ hơn, nhìn cái biết ngay mà. Thân lá nó bé, nó không to cứng như là lá xếp này đâu. Đây là cái lá xếp rất là đẹp và nó có cái thân lá dạng của dòng rừng, nên là không thể nhầm sang hàng Thái được. Còn hàng Thái thì thân lá, nếu mà các bác chơi, các bác chơi hàng cáo rừng ấy, thì các bác sẽ biết rằng là cái cây cáo Thái thân lá nó khác, cáo trắng Thái thân lá khác. Cái cây này, cái cáo rừng hương thơm nó khác. Thì hương thơm thì em không có cái cảm nhận và đủ khả năng để em phân tích về cái hương thơm của nó. Đấy, nhưng mà còn thân lá thì em có thể, có nghĩa là những cái gì mà có thể nhìn thấy được ấy, thì em sẽ phân tích và có những cái gọi là nói sơ qua để các bác hiểu. Có nghĩa là có thể nhìn thấy và cảm nhận được ấy. Chứ còn hương thơm thì 100% là cảm nhận à. Thì mỗi người ta sẽ thưởng hoa theo cái cách của riêng mình. Thì có những người thì người ta thích cái hương thơm của đuôi cáo, có người ta thích hương thơm của đuôi sóc, có người thích quế, có người thích tam bảo sắc, có người thích đai châu, rồi thì đủ các loại trên đời. Phi điệp, đấy là giá hương nhé, còn chưa kể cái dòng phi điệp và các thứ, nhiều loại lắm. Đấy, thì các bác có thể là thấy đấy, nó có nhiều loại mà. Nên là cái việc để mà mình sưu tầm hương thơm thì nó dễ lắm. Thế nên là các bác cứ sưu tầm. Đấy, thì em sẽ nói sơ qua, đang cơn mưa to quá, em sẽ nói sơ qua để các bác xem về cây này nhá. Thì thân lá của nó ấy, thì như cây này với các những cái cây va khác ấy, đột biến khác ấy, thì em vẫn nói rằng thân lá của nó là sẽ là sạch tinh, không ám tím. Cây này thế thôi, cây này nó là thân lá tím, à thân lá trắng, thân sạch tinh, thân lá sạch không ám tím. Đây, em quay gần một chút để các bác có thể xem cái cổ lá của nó nhá. Bởi vì cái cổ lá này thì nó sẽ là cái dấu hiệu để nhận biết dễ nhất. Đây này, cái này bị bẩn này. Đấy, em lau cái hết luôn. Đấy, các bác nhìn này, sạch, nó xanh sạch như này, nó không ám tí nào cả. Đem quay vào điện thoại có thể là nó sẽ không được rõ nét lắm, nhưng mà các bác cứ mua là thân xanh sạch thì cái xác suất là
90% nó là hàng ok, là cây trắng. Chứ nếu như mà mua cây thân lá tím hoặc hoa trắng thì em cũng gần như gặp rất là ít. Đấy, và có thể là nó không phải đâu. Nên các bác có thể là nhìn và lựa nó, xem làm sao mà mình có thể nhìn thấy cái thân lá nó phải sạch thì mới mua. Đấy là nó có những cái gọi là yếu tố của cái cây trắng. Cái thứ hai là cái đầu rễ của nó, thường thì cáo nó phải đầu rễ cáo trắng ấy, đầu rễ là phải xanh, cây nào cũng thế thôi. Đầu rễ là phải xanh. Như cây này thì nó không có cái đầu rễ nào cả, bởi vì em mới mang đi hội về, nó mà có thì chắc em sợ nó thui mất rồi. Bởi vì nó quá nóng. Bởi vì nó quá nóng. Và chính vì nó quá nóng thì cái cây nó phát triển nó sẽ bị ảnh hưởng. Thế nên là những cái cây này đột biến này em chỉ mang đi xong rồi em sẽ mang về ngay để vườn để cho nó trở lại khí hậu của nó tương đối ổn định. Là em tí nữa em sẽ tưới cây nó, nếu không mưa là em sẽ tưới. Thì nó cũng như kiểu là khi mà mình bước từ điều hòa ra ấy, thì nó rất là lạnh, khi mà mình ra trời nóng luôn ấy, thì nó sẽ rất là dễ bị sốc. Thế nên là cây này em phải để một lúc nữa để cho nó quen quen tương đối với khí hậu vườn. Thì em sẽ tưới cho nó, tưới nó để cho nó giữ ẩm, để cho nó hồi cây. Nếu không ở trên hội nó rất là khô, và nó rất là, nói chung rất là khí hậu khắc nghiệt. Ở trên hội thì nhiều người mà. Mà nhiều người thì mà lại nhiều người mà lại không có độ ẩm ấy, thì cây nó sẽ rất là kém. Thế nên là nhiều người là người ta cây quý là người ta rất là sợ mang đi hội triển lãm. Nhưng em thì em không quan trọng điều đấy, anh em đến với nhau là cái niềm vui rồi. Mà mang một cây nữa thì nó là quá vui nữa. Cái này thì nó là cây cao trắng Bắc. Thì nó có cái thân lá xanh. Thân lá xanh này, đầu rễ xanh này. Bây giờ em sẽ quay về cái lá của nó một chút. Để cái lá của nó các bác hiểu rằng nó là cái lá rừng ấy. Cổ của nó là cổ tròn đây các bác nhìn này. Nhìn cái cáo nó là, các bác có thể nhìn thấy cái này lá nó phải tầm 4-5 cm. Chắc phải 4-5 cm gì đấy, đại loại rất to. 4-5 cm. Cổ tròn. Lá dạ rộng 4-5 cm là lá xếp, còn những dòng lá nhỏ nó chỉ tầm 2-2.5 cm thôi. Những cây này dòng lá xếp là to. Và lá nó dài như cây lá xếp này thì nó dài khoảng 25-30 cm. Đấy là dòng lá xếp. Còn những dòng lá lướt ấy thì cũng có, em có vài nữa nở. Mà nó, nhưng mà nó cũng đang bị thui, bởi vì năm nay là giáng hương là nó kiểu mất mùa, không được mùa lắm. Thì đây thì là về cái thân lá em đã nói sơ qua rồi. Thì bây giờ em sẽ nói chi tiết vào cái bông hoa một chút. Đây các bác nhìn thấy bông hoa nó là trắng tinh. Đấy. Hoa nó trắng tinh rồi, chẳng có gì phải nghĩ cả. Nó là 5 cánh màu trắng và lưỡi cũng sẽ là màu trắng. Cựa nhìn chung là trắng hết, đại loại trắng hết. Một chùm hoa của nó dài khoảng 50-60 cm. Hai cần này nó khoảng từ 60 cm đấy. Và cái phần hoa của nó khoảng 30-40 cm. Còn đâu nó sẽ là phần cuống đấy. Phần cuống long long này. Phần cuống long long. Chính nó. Thì đấy thì là cái cây cáo. Hoa thì nó cũng dễ nhận biết, nó có dài và nó như kiểu đuôi chồn ấy. Đuôi chồn, đuôi cáo. Còn chồn thì là cái cây sóc ta ấy. Đây các bác nhìn nó dài này không ạ? Nó rất dài. Để mà nuôi được một, có những cái cây như này thì sẽ rất là ít, rất là khó. Cái này nhiều nắng, lá đẹp. Lá nó hơi gân một chút, đẹp. Còn về chăm sóc, em nói sơ về cái cây, phần chăm sóc của cái cây này. Cái cây này thực ra thì nó cũng như cây cáo bình thường. Nhưng có cái là nó là cái cây cáo đột biến ấy, thì đôi khi là nó sẽ mình phải chăm chút hơn một chút, bởi vì nó quý mà. Thứ nhất là quý, cái thứ hai là nó là những cái dòng mà dị dạng ấy, dị biến mà, đột biến à. Thế nên là nó sẽ tính, nó sẽ hơi khó tính hơn. Nhưng còn như những cái cây này thì là riêng dòng cáo ấy, nó là dòng rất ưa. Nên là các bác phải treo gọi là chỗ nào nhiều ẩm nhất, nhất vườn có thể. Nó như đai châu ấy, nó dễ rụng lá lắm. Và trồng bằng cái giá thể tương đối giữ ẩm một chút, tương đối thôi nhá. Nếu các bác ngoài trồng ẩm quá như là trồng rêu với sơ dừa ấy, thì nó ẩm quá. Mà ẩm quá thì nó lại dễ bị thối rễ. Nó không vào trong, nó như cái này của em, nó chỉ có mấy cái rễ bò ở ngoài thôi. Còn đâu nó ăn vào trong, bởi vì ở trong này em trồng nó là vỏ thông. Trồng vỏ thông ấy thì nó cũng khá là dễ, bởi vì nó sẽ ok, nó sẽ không có gì phải lo nghĩ, nó không bít được. Nó không bị bít mà nó không bị bít dễ, mà nó cũng không hay bị úng. Đấy. Mà khi mà nó có nóng lên ấy thì nó cũng không ảnh hưởng gì lắm. Bởi vì những cái cây giáng hương này ấy, thì nó không dễ, nó cái bộ rễ của nó là dễ gió mà. Khi mà nó cần hút ẩm thì nó sẽ đâm hết vào chậu.
Còn nếu không còn nút ẩm thì nó sẽ chỉ đâm ra ngoài thôi. Nó chỉ ăn không khí, ăn hơi ẩm xung quanh mà, chứ nó không phải là ăn từ giá thể. Thế nên là trong những cái cây này nó cũng dễ lắm, nó không có nỗi khó. Nhưng mà cái là mình cũng phải để vào những chỗ mà nó mát một tí. À không, không phải mát mà là chỗ nào nó ít gió ấy, thì nó sẽ giữ ẩm. Giữ ẩm thì nó sẽ đỡ bị rụng lá. Để mà nuôi được một cái cây cáo trắng to mà không bị rụng cái lá nào mà nảy ra ba cái con như cây này là rất là hiếm đấy. Mà lại còn là cáo trắng thì em cũng chưa nhìn thấy cái nào to như này bao giờ. Thực sự là như thế. Thì em thì cũng nuôi lâu năm rồi, thì bây giờ ngày trước thì chẳng nghĩ đến việc là quay lại xong rồi đăng lên để mọi người cùng ngắm. Nhưng mà bây giờ thì em có cái nào nở thì em sẽ quay lại video và sẽ để các bác giới thiệu một chút về cái thân lá hoa để các bác nhìn, các bác có thể biết được nó là cái cây chuẩn cây gì cây gì, thì các bác đi mua nó sẽ không bị nhầm. Chứ thực ra thì một số người kể cả những nơi khác thì em vẫn thấy là người ta mua cây đôi khi là quá tin tưởng nhau, quá tin tưởng nhau, thế là nhiều khi là cây thái nó thành cây rừng. Thế nên mà tự nhiên là cái cây rừng Việt Nam là nó giá trị nó lại, em cảm thấy là nó bắt đầu bị kém đi đấy. Bởi vì cây thái với cây rừng mà như nhau thì cây thái thì nó nhiều, cây rừng nó ít hơn, thì đương nhiên là sẽ mất giá trị hơn. Em theo em thì em là thế, bởi thái bên thái người ta có ấy, người ta cũng nhập từ rừng về thôi. Nhưng đến khi mà người ta gieo hạt ra thì nó sẽ ra rất là nhiều cây. Mà khi mà ra mà nhiều cây ấy, khi ra nhiều cây rồi mà ra nhiều cây thì các bác nó nuôi nhanh lắm. Ra nhiều cây thì các bác cây của bác nó nhân được, nó sẽ nhân mô, cây nó sẽ bị mất giá trị hơn. Đấy, sự thật nó là như thế. Thế nên là em thì luôn luôn ưu tiên những cái cây gì mà thực sự là nó giá trị. Và giá trị như thế nào thì em sẽ nói là giá trị đấy. Ví dụ như cái cây tầm sắc vàng thái thì em nói là vàng thái. Vàng rừng em nói vàng rừng. Cây nào em nói là cây đấy. Thì các bác có thể nhìn vào đấy thì các bác sẽ biết được rằng là những cái cây này nó như thế nào và tại sao nó thế. Thì các bác đi mua ấy, bởi vì cây thái nó sẽ rẻ mà. Các bác đi mua mà bây giờ số tiền các bác bỏ ra để mua một cây rừng mà các bác lại mua phải cây thái thì tự nhiên là cái giá trị và đồng tiền các bác bỏ ra ấy, thì nó sẽ không được đúng như sự mong muốn của các bác. Bởi vì các bác bây giờ mà chọn cây 10 triệu mà lại giá trị của nó chỉ 1 triệu thì đương nhiên là sẽ là rất là không vui, đúng không ạ? Thế nên là em chỉ giới thiệu các bác một số loại mà mình dễ trồng, dễ chăm mà có thể nuôi được và hoa đẹp. Rừng cũng được mà không rừng cũng được, nhưng quan trọng là hoa đẹp và nó phải đúng cái giá trị của nó. Giá trị thị trường thì 1 triệu là có thể mình mua đắt hơn một tí, 1,5 triệu, 1,1 triệu gì đấy cũng được, nhưng quan trọng là nó chuẩn cây, chuẩn hàng. Thì các bác sẽ không bị nhầm cây cối thứ, người ta mua bán thế thì nó cũng dễ, về sau đỡ bị nhầm lẫn rồi cãi nhau rất là mệt. Thì đấy, thì hôm nay em giới thiệu các bác về cái cây cáo trắng. Cái này gọi là đuôi cáo nhưng mà hoa đột biến màu trắng tinh. Thì cảm ơn các bác đã xem video của em. Thì những lần tới này có cây gì mà có hoa thì em sẽ cố gắng quay hết để các bác có thể xem một số loại để các bác nhận biết, để các bác không bị mua, nó không bị nhầm cây. Còn giá trị thì giá trị của cây thì do người mua và người bán quyết định. Nên là em sẽ hạn chế nói về vấn đề giá trị, bởi vì em mà bán thì em mới nói về vấn đề giá trị. Còn cây gì mà em chưa có được bán thì em không dám nói về vấn đề giá trị. Thì chủ yếu là hai người mua bán nói chuyện với nhau thôi, nó sẽ là rất là dễ. Cây nào cũng vậy. Có gì các bác cứ có thể gọi điện cho em thì em sẽ tư vấn cho các bác. Tư vấn các bác thêm về cách trồng, cách chăm và sưu tầm những cái giống gì nó có nhiều có ít các thứ, là nhìn chung em nắm được, em có thể nắm được đến 70-80% các loại quý hiếm hay như nào đó, hay là có nhiều ít đấy. Thì các bác không phải ngại có điện hay nhắn tin cho em, cứ nhắn tin cho em qua Zalo cũng được, hoặc gọi điện thì em sẽ tư vấn. Những lúc em có thể nhắn tin được thì em sẽ tư vấn, còn các bác cứ nhắn tin đấy thì em vẫn sẽ trả lời hết, chứ em không bao giờ em bỏ qua tin nhắn của ai cả. Cảm ơn các bác đã xem video, hẹn gặp lại các bác vào những video sau. Xin chào.